Kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm vụ tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt. Vụ kiện này đã kéo dài 13 năm và từng bị trì hoãn rất nhiều lần. Và ngay từ trước khi diễn ra, phiên xử này đã được dự đoán là có nhiều yếu tố bất ngờ bởi những tình tiết tranh luận được đưa ra giữa hai bên, nguyên đơn và bị đơn. Vì vậy, đặc biệt thu hút được sự quan tâm từ phía dư luận. Tại tòa, hai bên đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra những tranh luận liên quan tới vấn đề dấu ấn cá nhân có trong tác phẩm. Theo đó, phía bị đơn là công ty Phan Thị cho rằng bên nguyên đơn là ông Lê Linh đã không chứng minh được mình là người trực tiếp và một mình vẽ nên các hình tượng như là Tí, Sửu, Dần, Mẹo. Không chứng minh được dấu ấn cá nhân thì không thể nào là tác giả của Thần Đồng Đất Việt. Phía bị đơn là bà Phan Thị Mỹ Hạnh cũng đưa ra bằng chứng rằng ở tập truyện thứ 3, thời điểm hai bên còn làm việc với nhau, ông Lê Linh đã vẽ không đúng yêu cầu của bà Hạnh. Bên cạnh đó thì phía bị đơn cũng đề nghị hội đồng xét xử làm rõ biến thể có phải là tác phẩm phái sinh hay không và cần phải triệu tập cục bản quyền tác giả để tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông Lê Linh đã phản bác lại toàn bộ những luận cứ nêu trên và cho rằng việc triệu tập cục bản quyền tác giả chỉ làm kéo dài vụ việc và không cần thiết. Bà Hạnh vốn không biết vẽ. Việc bà cho rằng bốn hình tượng nhân vật Thần Đồng Đất Việt đã hình thành sẵn trong trí óc bà từ trước là điều không thể kiểm chứng. Và giả sử là ông Lê Linh có vẽ bốn hình tượng này theo như mô tả của bà Hạnh thì ông Linh vẫn được coi là tác giả, người đã định hình nên bốn hình tượng trên bằng những hình ảnh vật chất nhất định. Và cũng theo luật sư phía nguyên đơn, thuật ngữ dấu ấn cá nhân không có trong bất cứ một văn bản quốc tế nào. Cả thế giới cũng không ai công nhận những người tham gia vào việc đóng góp ý kiến thì người đó là tác giả. Được biết, sau phần tranh luận khá gay gắt vào sáng ngày 20 tháng 8 thì phiên tòa tiếp theo xét xử vụ tranh chấp Thần Đồng Đất Việt sẽ được mở lại vào ngày 27 tháng 8 năm 2019.